cách giúp trẻ giảm ho về đêm. Khi con ho nhiều về đêm thì sẽ mất ngủ, mệt mỏi và giảm sức đề kháng. Và đây là các biện pháp giúp con giảm ho về đêm. Các mẹ cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, mẹ hãy vệ sinh mũi họng cho con bằng nước muối sinh lý trước khi đi ngủ. Thứ hai, với thời tiết giao mùa thế này, khi con bị lạnh sẽ dễ ho hơn. Các mẹ hãy giữ ấm cho con thật cẩn thận nhé, đặc biệt vùng cổ, vùng bụng và gan bàn chân. Nếu con có tiền sử viêm mũi họng, mẹ hãy kê gối cao hơn một chút, sau đó kết hợp với massage ngực cho con nha. Thứ ba, các mẹ lưu ý, nhiệt độ trong phòng ngủ của con phải từ 22 đến 26 độ C. Mẹ bật quạt phải phẩy và không để quạt thẳng vào mặt con. Cuối cùng, mẹ có thể dùng siro và rốt ban đi giảm ho cho con nha.